Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá trưa ngày 4 tháng 2 của Game Bóng Đá TV. Hãy cùng Game Bóng Đá TV điểm qua những tin tức bóng đá đáng chú ý trong buổi sáng hôm nay và những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý khác. Đừng quên dành ra một giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Sau khi đánh bại đương kim vô địch Barca 3-2 ở vòng 1/8, Athletic Bilbao tự tin sẽ vượt qua cả Real Madrid ở tứ kết cúp nhà vua Tây Ban Nha mùa giải 2021-2022. Niềm tin của đội bóng xứ Basque càng có cơ sở khi Munin hay Nico Williams thiếu một chút sự chính xác ở những pha bóng cuối cùng để ghi bàn. Trong khi đó, Real chơi tương đối mờ nhạt dù cầm bóng nhiều hơn. Trong ngày Benzema không xuất hiện, Rodrigo và Vinicius tỏ rõ sự mệt mỏi sau khi làm nhiệm vụ với đội tuyển Brazil nên thi đấu không hiệu quả. Sang hiệp 2, tưởng chừng trận đấu phải bước sang hiệp phụ thì đúng vào phút cuối cùng, Bilbao đã có bàn thắng định đoạt trận đấu. Alex Berendua dứt điểm chân trái hiểm hóc đánh bại thủ môn Courtois, đưa Bilbao vào bán kết cúp nhà vua Tây Ban Nha với chiến thắng tối thiểu 1-0. Trong lần đi dự sinh nhật của người đồng đội cũ và là huấn luyện viên hiện tại của Barca, Xavi, Messi đã khuyên Xavi không nên chiêu mộ lại cầu thủ trẻ Xavi Simon, người hiện cũng đang thuộc biên chế của đội trẻ Paris Saint-Germain. Tờ El Nacional tiết lộ rằng cầu thủ số 30 đã khuyên Xavi không nên theo đuổi Xavi Simon do cầu thủ trẻ này mắc bệnh siêu sao và lười, và bên cạnh một số yếu tố khác, chẳng hạn như phẩm chất kỹ thuật của cầu thủ người Hà Lan. Theo tờ AS của Tây Ban Nha đưa tin, Paris Saint-Germain đang là câu lạc bộ dẫn đầu trong cuộc đua giành lấy chữ ký của tiền vệ Frankie Kessié, đang đầu quân cho AC Milan dưới dạng chuyển nhượng tự do trong mùa hè sắp tới. Real cũng đang rất muốn có được sự phục vụ của tuyển thủ người bờ biển Nga, nhưng khả năng để họ thành công trong thương vụ này là không cao. Bê bối của Mason Greenwood đang gây ra những tổn hại lớn cho phía MU, không chỉ về mặt hình ảnh mà cả về mặt chuyên môn. Theo nhà báo Chris Wheeler của tờ Daily Mail, huấn luyện viên Ragnik đã phải họp khẩn với ban lãnh đạo MU để bàn về vấn đề của cầu thủ người Anh. Trong khi đó, đồng đội MU chưa hết sốc và kinh hoàng khi xem lại những hình ảnh, clip, file ghi âm liên quan tới vụ việc bị rò rỉ trên truyền thông. Mason Greenwood lần đầu bị cảnh sát bắt giữ vào tối 30 tháng 1 vì vụ đánh đập và lạm dụng tình dục bạn gái Harriet Robson. Sau khi khám xét nhà riêng của Greenwood để thu thập chứng cứ và lấy lời khai từ nạn nhân, cảnh sát chất vấn Greenwood thêm 2 tội gồm tấn công tình dục và đe dọa giết người. Hiện tại, Greenwood đang bị MU đình chỉ thi đấu và tập luyện chờ kết quả điều tra của cảnh sát. Theo thông tin của Foot Mercato, huấn luyện viên Pochettino đã đi đến quyết định là ông sẽ rời Paris Saint-Germain chậm nhất là sau khi mùa giải năm nay khép lại. Nhà cầm quân người Argentina được cho là muốn trở lại nước Anh để tiếp tục sự nghiệp khi đang phải hứng chịu quá nhiều áp lực đang phải trải qua tại câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Nếu ra đi, có rất nhiều khả năng là cựu tiền trưởng của Tottenham sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng của Manchester United, đội bóng vẫn đang thể hiện một sự quan tâm rất lớn đến nhà cầm quân người Argentina cho vị trí huấn luyện viên chính thức ở Old Trafford vào mùa bóng tới. Theo Fabrizio Romano, tiền đạo Edinson Cavani sẽ không gia nhập câu lạc bộ River Plate trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới đây như những thông tin xuất hiện trước đó. Không có một cuộc nói chuyện nào cũng như thỏa thuận nào được thực hiện giữa hai câu lạc bộ. Được biết, Cavani sẽ chỉ quyết định tương lai vào tháng 5 tới, tức là ở thời điểm sau khi mùa giải 2021-2022 kết thúc. Trong trường hợp chia tay với MU, La Liga được cho là điểm đến tiềm năng nhất dành cho ngôi sao 34 tuổi. Cựu hậu vệ trái Ashley Cole mới đây đã rời Chelsea để đến làm trợ lý cho huấn luyện viên Frank Lampard tại Everton. Theo đó, không lâu sau khi Lampard đảm nhiệm chức huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Everton, Ashley Cole đã gia nhập ban huấn luyện để hỗ trợ người đồng đội. Cựu danh thủ người Anh trước đó từng là huấn luyện viên dẫn dắt học viện trẻ của Chelsea. Trang chủ của Everton mới đây đã đưa ra thông báo chính thức về việc bổ nhiệm Cole làm trợ lý huấn luyện viên cho Lampard. Trở lại Real Madrid sau thời gian cho mượn tại Tottenham, Gareth Bale chỉ mới đá chính thức 3 vòng đấu đầu tiên của La Liga rồi dính chấn thương. Eden Hazard có thời gian thi đấu nhiều hơn Bale, anh đá 18 trận cho Real ở mọi đấu trường mùa này rồi cũng vắng mặt vì chấn thương. Tin vui là hai ngôi sao này sắp trở lại. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho biết cả Bale và Hazard có thể tái xuất ở trận tứ kết Copa del Rey giữa Real Madrid và Athletic Bilbao vào thứ năm. Có Bale và Hazard trở lại sân cỏ là động lực kịp thời cho Real bởi họ chuẩn bị bước vào một tháng bận rộn. Ngoài mục tiêu lọt vào bán kết cúp nhà vua, Real còn phải cầm chân Sevilla trong cuộc đua danh hiệu tại La Liga. Ở đấu trường Champions League, Real cũng đối mặt với nhiệm vụ khó khăn phải vượt qua Paris Saint-Germain ở vòng 1/8 Champions League. Theo báo cáo trên tờ Libertas Digital,
câu lạc bộ Real Madrid đã bán phát súng đầu tiên trong thương vụ chiêu mộ chân sút Erling Haaland của Dortmund. Theo đó, Los Blancos đã có những liên hệ đầu tiên với người đại diện Mino Raiola về một động thái chuyển nhượng dành cho tiền đạo người Na Uy trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2022. Haaland sẽ có mức phí giải phóng hợp đồng rơi vào khoảng 75 triệu euro vào mùa hè tới. Và đây được cho là một con số không quá lớn với những túi tiền khổng lồ của Real Madrid, và một quả bom tấn được kích nổ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Theo 90mile, loan tin trong những giờ qua, tiền đạo Paulo Dybala đã nhận được những lời đề nghị về việc chuyển đến chơi bóng ở Premier League sau khi mùa giải này kết thúc. Hợp đồng của anh với Juve sẽ đáo hạn vào mùa hè tới, và đến giờ hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về một hợp đồng mới. MU, Chelsea và Liverpool, theo những nguồn tin tại xứ sở sương mù, hiện đang là những đội bóng thể hiện sự quan tâm lớn nhất đến việc ký hợp đồng với tuyển thủ người Argentina. Bản tin bóng đá trưa ngày 4 tháng 2 đến đây kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.